Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em tìm hiểu một vấn đề mới khá quan trọng trong chương trình hình học của lớp 12, bài Phương trình đường thẳng trong không gian. Bài này các em sẽ được học trong 2 tiết, cô sẽ hướng dẫn các em đi tiết thứ nhất. Trước hết, các em hãy quan sát những hình ảnh sau. Đó là những hình ảnh của đường thẳng trong không gian. Vấn đề đặt ra là trong không gian Oxyz, giả sử chiếc cầu đi qua hai điểm M, N có tọa độ như trên. Khi đó, đường thẳng MN sẽ có phương trình như thế nào? Đó chính là nội dung của tiết học hôm nay. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, phương trình tham số của đường thẳng. Như các em đã biết, một đường thẳng hoàn toàn được xác định khi ta biết một điểm nó đi qua và một vector chỉ phương của nó. Vậy, thế nào là vector chỉ phương của đường thẳng? Các em ghi cho cô phần 1 nhỏ, vector chỉ phương của đường thẳng. Khái niệm vector chỉ phương của đường thẳng trong không gian tương tự như trong hình học phẳng. Cho đường thẳng delta, vector A khác vector 0 được gọi là một vector chỉ phương của đường thẳng delta nếu giá của nó song song hoặc trùng với delta. Như vậy, một đường thẳng có vô số vector chỉ phương, các vector này cùng phương với nhau, nên ta có chú ý thứ nhất. Nếu vector A là vector chỉ phương của đường thẳng delta, thì k vector A với k khác 0 cũng là vector chỉ phương của delta. Chú ý thứ hai. Nếu hai vector U, V không cùng phương và có giá cùng vuông góc với delta, thì vector A bằng tích có hướng của vector U và vector V là một vector chỉ phương của delta. Phần kiến thức này các em đã được học trong bài Phương trình mặt phẳng. Trong hình học phẳng ở lớp 10, các em đã biết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M0, tọa độ X0, Y0 và có một vector chỉ phương, vector A tọa độ A1, A2, có dạng x bằng x0 cộng TA1, y bằng y0 cộng TA2, với T là tham số và A1, A2 không đồng thời bằng 0. Vậy, trong không gian Oxyz, đường thẳng delta đi qua điểm M0, tọa độ x0, y0, z0 và có một vector chỉ phương, vector A tọa độ A1, A2, A3 sẽ có dạng như thế nào? Chúng ta vào phần thứ hai. Hai nhỏ định nghĩa phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M0, tọa độ x0, y0, z0 và có vector chỉ phương A, tọa độ A1, A2, A3 là phương trình có dạng x bằng x0 cộng TA1, y bằng y0 cộng TA2, z bằng z0 cộng TA3. Trong đó, T là tham số. Từ định nghĩa, ta có những nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất. Một đường thẳng có chứa vô số điểm và có vô số vector chỉ phương, nên khi ta thay đổi tọa độ của điểm đi qua hoặc tọa độ vector chỉ phương, thì sẽ sinh ra những phương trình tham số khác nhau của delta. Tức là, phương trình tham số của delta không là duy nhất. Nên, một đường thẳng có vô số phương trình tham số. Nhận xét thứ hai, với T là tham số, khi ta cho T bằng 0, ta có x bằng x0, y bằng y0, z bằng z0, chính là tọa độ của điểm M0. Vậy, khi cho T một giá trị bất kỳ, ta sẽ có tọa độ của một điểm tương ứng thuộc delta. Nhận xét thứ ba, nếu điểm M thuộc delta, tọa độ của điểm M thỏa mãn phương trình đường thẳng delta, tức là điểm M có hoành độ x bằng x0 cộng TA1, tung độ y bằng y0 cộng TA2, cao độ z bằng z0 cộng TA3. Các em cần ghi nhớ ba nhận xét trên. Bây giờ, nếu A1, A2, A3 đều khác 0, từ phương trình thứ nhất, ta rút ra được T bằng x
trừ x0 trên E1. Từ phương trình thứ hai, ta có t bằng y trừ y0 trên E2. Từ phương trình thứ ba, ta có t bằng z trừ z0 trên E3. Ta nhận thấy rằng vế phải của ba phương trình đều bằng nhau và bằng t, nên ta có đẳng thức x trừ x0 trên E1 bằng y trừ y0 trên E2 bằng z trừ z0 trên E3. Đây chính là phương trình chính tắc của đường thẳng delta. Các em ghi chú ý. Bây giờ, vận dụng những kiến thức vừa học, các em hãy làm cho cô các ví dụ sau. Ví dụ 1. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng delta có phương trình tham số x bằng 1 trừ t, y bằng 1, z bằng 3 cộng 2t. A nhỏ, điểm nào sau đây không thuộc delta? Đáp án A, điểm M, tọa độ 113. Đáp án B, điểm N, tọa độ 015. Đáp án C, điểm P, tọa độ 31-1. Đáp án D, điểm Q, tọa độ -116. Để kiểm tra một điểm có thuộc đường thẳng hay không, ta sẽ thay tọa độ điểm đó vào phương trình của đường thẳng. Nếu ta giải được một giá trị t duy nhất, ta kết luận điểm thuộc đường thẳng. Bây giờ, ta sẽ lần lượt thay tọa độ các điểm ở đáp án vào phương trình đường thẳng delta. Ta thay tọa độ điểm M ở đáp án A. Điểm M tọa độ 113. Ta thay x bằng 1, y bằng 1, z bằng 3. Ta được hệ 1 bằng 1 trừ t, 1 bằng 1, 3 bằng 3 cộng 2t. Giải hệ này, ta được một giá trị duy nhất, t bằng 0. Ta kết luận điểm M thuộc đường thẳng delta. Ta tiếp tục thay tọa độ điểm N ở đáp án B. 0 bằng 1 trừ t, 1 bằng 1, 5 bằng 3 cộng 2t. Giải hệ phương trình này, ta cũng được một giá trị t bằng 1. Ta kết luận điểm N thuộc delta. Tiếp tục thay tọa độ điểm P ở đáp án C vào phương trình delta. Ta có hệ phương trình 3 bằng 1 trừ t, 1 bằng 1, trừ 1 bằng 3 cộng 2t. Giải hệ phương trình này, ta được một giá trị duy nhất t bằng trừ 2, nên ta kết luận điểm t thuộc đường thẳng delta. Đến đây, ta có thể chọn được đáp án là đáp án D. Ta thử thay tọa độ điểm Q vào delta. Ta có hệ phương trình trừ 1 bằng 1 trừ t, 1 bằng 1, 6 bằng 3 cộng 2t. Giải hệ phương trình này, ta được hai giá trị t. Điều đó chứng tỏ điểm Q không thuộc đường thẳng delta. Nếu bạn nào có kỹ năng tính toán tốt, các em có thể nhẩm. Với t bằng 0, ta có x bằng 1, y bằng 1, z bằng 3. Chính là tọa độ của điểm M. Với t bằng 1, x bằng 0, y bằng 1, z bằng 5, chính là tọa độ của điểm N. Với t bằng trừ 2, x bằng 3, y bằng 1, z bằng trừ 1, chính là tọa độ của điểm P. Với t bằng 2, x bằng trừ 1, y bằng 1, z bằng 7, mà tọa độ điểm Q trừ 1, 16, nên điểm Q không thuộc delta. Do đó, ta chọn đáp án D. Ta sang câu B. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của delta? Đáp án A, vector A1, tọa độ 1, 1, 3. Đáp án B, vector A2, tọa độ trừ 1, 1, 2. Đáp án C, vector A3, tọa độ trừ 2, 0, 4. Đáp án D, vector A4, tọa độ trừ 1, 1, 3. Các em thấy rằng, tọa độ vector chỉ phương chính là các hệ số gắn với T ở các phương trình.
ta có vectơ trị phương của delta là vectơ A tọa độ trừ 1, 0, 2. Quan sát các đáp án, ta chưa chọn được đáp án nào, nên ta đi tìm vectơ cùng phương với vectơ A. Ta nhận thấy vectơ A3 tọa độ trừ 2, 0, 4. Vectơ A3 bằng 2 lần vectơ A. Điều đó chứng tỏ là vectơ A3 và vectơ A cùng phương với nhau, nên ta chọn đáp án C. Ta sang câu C. Giả sử điểm M tọa độ A, B, C thuộc delta, sao cho OM bằng căn 6. Tính giá trị biểu thức P bằng A cộng B cộng C. Đáp án A, trừ 3. Đáp án B, 4. Đáp án C, 6. Đáp án D, trừ 2. Ở đây, ta sẽ dùng phần nhận xét thứ 3 trong định nghĩa. Ta có điểm M thuộc đường thẳng delta. Suy ra, điểm M có tọa độ là 1 trừ T, 1, 3 cộng 2T. Ta suy ra, tọa độ vector OM cũng chính là tọa độ của điểm M. Độ dài của vector OM chính là độ dài của đoạn thẳng OM. Ta có độ dài của vector OM bằng căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình cộng cao độ bình bằng căn 6 theo giả thiết. Giải phương trình này, các em bình phương hai vế, khai triển biểu thức, rút gọn, ta đưa về phương trình bậc 2, 5t bình cộng 10t cộng 5 bằng 0. Ta giải được một giá trị t bằng trừ 1. Thay t bằng trừ 1 vào tọa độ điểm M, ta có điểm M tọa độ 2, 1, 1. Như vậy, ta được A bằng 2, B bằng 1, C bằng 1. Ta suy ra được giá trị biểu thức P bằng 4. Ta chọn đáp án B. Qua ví dụ 1, các em đã biết cách xác định các yếu tố, điểm, vector chỉ phương của đường thẳng khi biết phương trình của đường thẳng đó. Bây giờ, ta sang ví dụ 2. Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc nếu có của đường thẳng delta trong các trường hợp sau. A nhỏ, delta đi qua điểm M tọa độ 5, 4, 1 và có vector chỉ phương A tọa độ 2, trừ 3, 1. B nhỏ, delta đi qua hai điểm A tọa độ 3, 5, 0 và điểm B tọa độ 1, 6, 3. C nhỏ, delta đi qua điểm N tọa độ 0, 1, trừ 1 và song song với đường thẳng D có phương trình chính tắc. X cộng 2 trên 1 bằng Y trừ 2 trên trừ 1 bằng Z cộng 3 trên 2. D nhỏ, delta đi qua điểm P tọa độ 2, 3, 0 và vuông góc với mặt phẳng alpha. X cộng 3y trừ z cộng 5 bằng 0. Để viết phương trình của đường thẳng, ta cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một điểm thuộc đường thẳng. Yếu tố thứ hai là một vectơ chỉ phương của đường thẳng. Từ đó, ta có các bước thực hiện. Bước 1. Tìm một điểm M0 tọa độ x0, y0, z0 thuộc delta. Bước 2. Tìm một vectơ chỉ phương của delta là vectơ A tọa độ A1, A2, A3. Bước 3. Ta thay vào phương trình tham số hoặc phương trình chính tắc của delta theo yêu cầu của đề bài. Lưu ý, đường thẳng delta có phương trình chính tắc nếu các tọa độ của vectơ chỉ phương đều khác không. Ta giải câu A. Các em thấy rằng đề yêu cầu hai ý, viết phương trình tham số và phương trình chính tắc nếu có của đường thẳng delta. Ở đây, cả hai yếu tố điểm đi qua và vectơ chỉ phương đề đều cho sẵn, nên ta chỉ việc thay vào phương trình tham số của đường thẳng delta. Ta thay tọa độ điểm đi qua x0 bằng 5, y0 bằng 4, z0 bằng 1. Tọa độ vectơ chỉ phương 2 trừ 3 1, a1 bằng 2, a2 bằng trừ 3, a3 bằng 1. Ta gắn t vào tọa độ vectơ chỉ phương. Vậy, ta có phương trình tham số của đường thẳng delta x bằng 5 cộng 2t
y bằng 4 trừ 3t, z bằng 1 cộng t. Vì e1, e2, e3 đều khác 0 nên đường thẳng delta có phương trình chính tắc. Các em chú ý, cô thay tọa độ điểm đi qua và tọa độ vectơ chỉ phương vào phương trình chính tắc của delta như sau. X trừ x0, x trừ 5, y trừ y0, y trừ 4, z trừ z0, z trừ 1. E1 bằng 2, E2 bằng trừ 3, E3 bằng 1. Vậy, ta có phương trình chính tắc của delta là x trừ 5 trên 2 bằng y trừ 4 trên trừ 3 bằng z trừ 1 trên 1. Ta sang câu B. Delta đi qua hai điểm A, B. Ta cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, một điểm thuộc đường thẳng. Yếu tố thứ hai là một vectơ chỉ phương của đường thẳng. Vì delta đi qua hai điểm A, B nên ta chọn điểm đi qua là điểm A hoặc B. Ở đây, cô chọn điểm A tọa độ 3, 5, 0. Ta nhận thấy vectơ chỉ phương của đường thẳng delta chính là vectơ AB. Tọa độ vectơ AB, các em lấy điểm cuối trừ điểm đầu. Ta tính được tọa độ vectơ AB bằng trừ 2, 1, 3. Ta thay vào phương trình tham số của đường thẳng delta. Ta có x bằng 3 trừ 2t, y bằng 5 cộng t, z bằng 3t. Vì tọa độ vectơ chỉ phương A1, A2, A3 đều khác 0 nên delta có phương trình chính tắc. X trừ 3 trên trừ 2 bằng y trừ 5 trên 1 bằng z trên 3. Ta sang câu C. Ta tiếp tục xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một điểm thuộc đường thẳng và yếu tố thứ hai là một vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Ở đây, đề đã cho sẵn điểm đi qua nên ta chỉ cần tìm một vectơ chỉ phương của delta. Từ phương trình chính tắc của đường thẳng D, ta có được một vectơ chỉ phương của đường thẳng D có tọa độ là 1, trừ 1, 2. Giả thiết, delta song song với đường thẳng D nên vectơ chỉ phương của đường thẳng D cũng chính là vectơ chỉ phương của delta. Ta có điểm đi qua, ta có vectơ chỉ phương của delta tọa độ 1, trừ 1. 2. Ta thay vào phương trình tham số, ta viết được x bằng t, y bằng 1 trừ t, z bằng trừ 1 cộng 2t. E1, E2, E3 đều khác 0 nên delta có phương trình chính tắc. X trên 1 bằng y trừ 1 trên trừ 1 bằng z cộng 1 trên 2. Ta sang câu D. Ta cần một điểm đi qua. Đề đã cho sẵn. Ta cần một vectơ chỉ phương. Ta dựa vào giả thiết mặt phẳng alpha vuông góc với đường thẳng delta. Nên vectơ chỉ phương của đường thẳng delta chính là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Từ đó, ta có bài giải như sau. Mặt phẳng alpha có vectơ pháp tuyến n alpha tọa độ 1, 3, trừ 1. Vì delta vuông góc với mặt phẳng alpha, nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng delta. Có điểm đi qua, có vectơ chỉ phương, ta viết được phương trình tham số của delta như sau. X bằng 2 cộng t, y bằng 3 cộng 3t, z bằng trừ t. Vì E1, E2, E3 đều khác 0 nên delta có phương trình chính tắc. X trừ 2 trên 1 bằng Y trừ 3 trên 3 bằng
z trên trừ 1. Ta sang ví dụ 3. Viết phương trình tham số của đường thẳng delta là giao tuyến của hai mặt phẳng alpha x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng 0 và mặt phẳng beta x trừ y trừ z cộng 2 bằng 0. Ở đây, ta cần xác định hai yếu tố để viết phương trình của delta. Yếu tố thứ nhất là một điểm thuộc đường thẳng, yếu tố thứ hai là một vector chỉ phương của đường thẳng delta. Cả hai yếu tố này đều không xuất hiện ở đề bài, nên ta cần phải đi tìm cả hai. Ta tìm điểm thuộc delta. Vì delta là giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta, ở lớp 11 các em đã biết. Giao tuyến của hai mặt phẳng là một đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó. Nên cô gọi điểm M tọa độ x, y, z thuộc delta thì tọa độ của điểm M phải thỏa mãn hệ phương trình x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng 0 chính là phương trình của mặt phẳng alpha. X trừ y trừ z cộng 2 bằng 0 chính là phương trình của mặt phẳng beta. Giải hệ phương trình này, ta sẽ tìm được tọa độ của điểm M chính là điểm thuộc delta. Để tìm tọa độ vector chỉ phương, ta có nhận xét như sau. Delta là giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta, nên delta chứa trong alpha, delta chứa trong beta. Ta suy ra được vector chỉ phương của đường thẳng delta vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha và vuông góc với vector pháp tuyến của mặt phẳng beta. Từ đó ta suy ra được vector chỉ phương của đường thẳng delta bằng tích có hướng của hai vector n alpha và n beta. Hai vector này không cùng phương. Từ đó ta có bài giải chi tiết như sau. Từ phương trình mặt phẳng alpha, ta có vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha n alpha bằng 1, 2, 1. Vector pháp tuyến của mặt phẳng beta, n beta tọa độ 1, trừ 1, trừ 1. Vì delta vuông góc với giá của hai vector n alpha và n beta, nên delta có vector chỉ phương là vector A delta bằng tích có hướng của hai vector n alpha và n beta. Áp dụng công thức tính tích có hướng của hai vector, ta được kết quả trừ 1, 2, trừ 3. Vì điểm M tọa độ x, y, z thuộc delta, nên tọa độ của điểm M thỏa mãn hệ phương trình x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng 0, x trừ y trừ z cộng 2 bằng 0. Để giải hệ này, ta cho x bằng 0. Ta có 2y cộng z bằng 1, trừ y trừ z bằng trừ 2. Ta giải được y bằng trừ 1, z bằng 3. Vậy điểm M tọa độ 0, trừ 1, 3. Lưu ý, ở đây các em có thể cho y bằng 0 hoặc z bằng 0 hoặc cho x là một giá trị bất kỳ. Như vậy, ta đã xác định được điểm đi qua là điểm M tọa độ 0, trừ 1, 3. Vector chỉ phương của delta, vector A tọa độ trừ 1, 2, trừ 3. Ta viết được phương trình tham số của đường thẳng delta. X bằng trừ T, Y bằng trừ 1 cộng 2T, Z bằng 3 trừ 3T. Để củng cố bài học hôm nay, chúng ta cùng làm bài tập trắc nghiệm sau. Bài tập trắc nghiệm. Trong không gian OXYZ, câu thứ nhất, cho đường thẳng delta có phương trình chính tắc x trừ 1 trên 5 bằng y cộng 3 trên 3 bằng z cộng 2 trên trừ 2. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của delta? Đáp án A, vector A1 tọa độ trừ 5 trừ 3, 2. Đáp án B, vector A2 tọa độ 5 phần 2, 3 phần 2. Trừ 2. Vector A3 tọa độ 10, 6, 4. Đáp án D, vector A4 tọa độ 1, trừ 3, trừ 2. Từ phương trình chính tắc của đường thẳng delta,
ta có được tọa độ vectơ chỉ phương của delta, vectơ A tọa độ 5, 3, trừ 2. Quan sát các đáp án, ta chưa chọn được đáp án nào, nên ta cũng đi tìm vectơ cùng phương với vectơ A. Ta nhận thấy, vectơ A1 tọa độ là trừ 5, trừ 3, 2 bằng trừ vectơ A, nên vectơ A1 cùng phương với vectơ A. Vậy ta chọn đáp án A. Câu thứ hai, phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng delta? X trên 2 bằng y trừ 1 trên trừ 1 bằng z trừ 2 trên 1. Ta có 4 đáp án. Từ phương trình chính tắc của đường thẳng delta, các em hãy chỉ ra cho cô một điểm thuộc delta và một vectơ chỉ phương của nó. Ta có delta đi qua điểm M tọa độ 0, 1, 2. Delta có một vectơ chỉ phương A tọa độ 2, trừ 1, 1. Ta viết được phương trình tham số của delta. X bằng 2T, Y bằng 1 trừ T, Z bằng 2 cộng T. Quan sát các đáp án, ta chưa chọn được đáp án nào. Do vậy, ta sẽ dùng phương pháp loại suy. Ta nhận thấy rằng, đường thẳng delta 1 có một vectơ chỉ phương A1 tọa độ trừ 2, trừ 1, 1. Đường thẳng delta 3 có một vectơ chỉ phương, vectơ A3 tọa độ 2, 1, 1. Hai vectơ này không cùng phương với vectơ A, nên ta loại được hai đáp án A và C. Còn lại hai đáp án B và D, ta sẽ thay tọa độ điểm M vào để loại trừ. Ở đây, cô sẽ thay tọa độ điểm M vào đáp án D, tức là phương trình của delta 4. Ta có hệ phương trình sau. 0 bằng 4 trừ 2T, 1 bằng trừ 1 cộng T, 2 bằng 4 trừ T. Giải hệ phương trình này, ta được một giá trị duy nhất, T bằng 2. Điều đó chứng tỏ điểm M thuộc đường thẳng delta 4. Ở đây, nếu các em thay tọa độ điểm M vào đáp án B, tức là phương trình của đường thẳng delta 2. Giải hệ phương trình, các em được hai giá trị T khác nhau. Điều đó chứng tỏ điểm M không thuộc đường thẳng delta 2. Ta loại đáp án B, ta chọn đáp án D. Các em chú ý, có những bài toán ta cần phải đưa từ phương trình chính tắc về dạng phương trình tham số để giải quyết. Do đó, các em cần thành thạo trong việc chuyển đổi này. Câu thứ 3. Cho đường thẳng delta đi qua điểm M tọa độ 2, 0, trừ 1 và có vectơ chỉ phương A tọa độ 4, trừ 6, 2. Phương trình tham số của đường thẳng delta là có 4 đáp án. Với giả thiết của đề bài, ta viết ngay được phương trình tham số của đường thẳng delta. X bằng 2 cộng 4T, Y bằng trừ 6T, Z bằng trừ 1 cộng 2T. Quan sát các đáp án, ta chưa chọn được đáp án nào. Vì vậy, ta tiếp tục dùng phương pháp loại suy. Ta nhận thấy rằng, đường thẳng delta 2 có một vectơ chỉ phương tọa độ 2, 3, 1. Đường thẳng delta 3 có một vectơ chỉ phương tọa độ trừ 2, trừ 3, 1. Hai vectơ này không cùng phương với vectơ A, nên ta loại ngay được hai đáp án B và C. Còn lại hai đáp án A và D, ta sẽ thay tọa độ điểm M vào để loại trừ. Ở đây, cô sẽ thay tọa độ điểm M vào đáp án D. Ta có 2 bằng 2T, 0 bằng 3 trừ 3T, trừ 1 bằng trừ 2 cộng T. Giải hệ này, ta được một giá trị T duy nhất, T bằng 1. Điều đó chứng tỏ điểm M thuộc đường thẳng delta 4. Ta chọn đáp án D. Nếu các em thay tọa độ điểm M vào đáp án A, tức là phương trình của đường thẳng delta 1. Giải hệ này, các em nhận được 3 giá trị T khác nhau. Điều đó chứng tỏ điểm M không thuộc đường thẳng delta 1. Ta loại đáp án A. Ta chọn đáp án D. Câu 4. Cho điểm M tọa độ 1,
trừ 4 trừ 2. Phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M và song song với trục OX là. Ta có 4 đáp án. Để viết phương trình tham số của đường thẳng delta, ta cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, điểm đi qua. Các em thấy đề đã cho. Yếu tố thứ hai, một vector chỉ phương, ta cần phải đi tìm. Trên trục OX có chứa vector Y, tọa độ 1, 0, 0 là vector đơn vị. Vì delta song song với OX nên delta nhận vector Y là vector chỉ phương. Có điểm đi qua, có tọa độ vector chỉ phương, các em viết được phương trình tham số của đường thẳng delta. Quan sát đáp án, các em chọn được đáp án B. Như vậy ở đây, cô cần nhắc thêm cho các em. Trên trục OY là vector đơn vị J, tọa độ 0, 1, 0. Trên trục OZ, vector đơn vị là vector K, tọa độ 0, 0, 1. Các em cần chú ý khi làm bài, nếu không cẩn thận, các em thay nhầm vị trí, điểm đi qua và tọa độ vector chỉ phương, các em sẽ chọn đáp án D. Nếu nhầm lẫn vector đơn vị, các em sẽ chọn đáp án A hoặc C. Đáp án A là phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M và song song với trục OY. Đáp án C là phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M và song song với trục OZ. Hơn nữa, các em để ý tọa độ vector chỉ phương 1, 0, 0. Tung độ bằng 0, cao độ bằng 0. Do vậy, delta không có phương trình chính tắc. Câu 5. Cho hai đường thẳng, delta 1 có phương trình tham số x bằng t, y bằng trừ 1 trừ 4t, z bằng 6 cộng 6t. Delta 2 có phương trình chính tắc x trên 2 bằng y trừ 1 trên 1 bằng z cộng 2 trên trừ 5. Phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M tọa độ 1, trừ 1, 2 và vuông góc với cả delta 1 và delta 2 là có 4 đáp án. Delta 1 có vector chỉ phương U tọa độ 1, trừ 4, 6. Delta 2 có vector chỉ phương V tọa độ 2, 1, trừ 5. Vì delta vuông góc với cả delta 1 và delta 2, nên ta suy ra được vector chỉ phương A của đường thẳng delta vuông góc với cả hai vector U và V. Hai vector U và V không cùng phương, nên vector A bằng tích có hướng của vector U và vector V. Áp dụng công thức tính tích có hướng của hai vector, ta được kết quả 14, 17, 9. Vậy, đường thẳng delta đi qua điểm M tọa độ 1, trừ 1, 2 và có vector chỉ phương, vector A tọa độ 14, 17, 9. Quan sát các đáp án, ta chọn được đáp án B. Ở đây, nếu nhầm lẫn vị trí của tọa độ điểm đi qua và tọa độ vector chỉ phương, các em sẽ chọn đáp án D. Nếu tính toán giá trị tích có hướng của hai vector sai, các em sẽ chọn đáp án A hoặc C. Như vậy, trong bài học hôm nay, các em cần nắm cho cô những phần kiến thức sau. Thứ nhất là vector chỉ phương của đường thẳng. Thứ hai là hai dạng phương trình đường thẳng, phương trình tham số và phương trình chính tắc. Lưu ý, đường thẳng delta có phương trình chính tắc nếu tọa độ của vector chỉ phương A1, A2, A3 đều khác không. Về kỹ năng, các em cần thành thạo ở hai dạng toán. Dạng thứ nhất, xác định các yếu tố, điểm, vector chỉ phương của đường thẳng khi biết phương trình của đường thẳng đó. Dạng thứ hai, viết phương trình tham số, phương trình chính tắc nếu có của đường thẳng delta. Ta cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, một điểm thuộc đường thẳng. Yếu tố thứ hai,
một vectơ chỉ phương của đường thẳng. Ở yếu tố thứ nhất, thường đề cho sẵn hoặc dễ tìm. Ở yếu tố thứ hai, ta thường phải đi tìm vectơ chỉ phương của delta. Vì vậy, cô có một số lưu ý cho các em khi đi tìm vectơ chỉ phương của delta như sau. Nếu delta đi qua hai điểm A, B, vectơ chỉ phương của delta chính là vectơ AB. Nếu delta song song với đường thẳng D, vectơ chỉ phương của delta chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Nếu delta vuông góc với mạch phẳng alpha, vectơ chỉ phương của delta chính là vectơ pháp tuyến của mạch phẳng alpha. Nếu delta vuông góc với cả delta 1 và delta 2, vectơ chỉ phương của delta vectơ A bằng tích có hướng của vectơ U và vectơ V. Với vectơ U, vectơ V là hai vectơ chỉ phương của delta 1 và delta 2. Hiển nhiên, hai vectơ này không cùng phương. Nếu delta là giao tuyến của hai mạch phẳng alpha và beta, vectơ chỉ phương của delta bằng tích có hướng của vectơ pháp tuyến của mạch phẳng alpha với vectơ pháp tuyến của mạch phẳng beta. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Bài tập về nhà, các em làm cho cô bài số 1 trang 89 sách giáo khoa. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em luôn vui, khỏe, học tập tốt. Cô cảm ơn sự tích cực học tập của các em. Cô chào các em.